Rồi chào bạn, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Dạ, anh chào chú Quỳnh Linh, anh chào cô Cát Tường ạ. Con tên là Nguyễn Trọng Kỳ, năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc. À, kinh doanh về địa ốc, dạ. Tức là bất động sản đó đúng không? Dạ. Trọng Kỳ, 28 tuổi, làm kinh doanh bất động sản. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô. Quê Vũng Tàu, rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Và chào bạn nam bên kia ạ. Em là Nguyễn Thị Mừng, em đến từ Bình Định ạ. Em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm. Mình vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ. 8 năm. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì nấu ăn được ạ. Em là người sống tích cực ạ. Em không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Em vui vẻ. Vui vẻ. Dạ. Điểm yếu của em là hơi ương bướng một xíu. Nhưng mà không đến nỗi lúc cố chấp ạ. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình, nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được, mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ. Tức là rất là thích đi phượt và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó cô. Còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc. Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia. Thể thao thôi. Dạ. Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lạc bộ Bạch Hổ ở Gò Vấp. Về dạy về cái gì? Môn gì? Dạ môn taekwondo ạ. Ồ, đánh võ đó hả? Dạ. Võ sĩ mà sao hồi căng thẳng quá vậy? Dạ. Em bên đây Bình Định phải không em? Dạ đúng. Bình Định là cũng cởi voi đi quyền, cũng võ là dữ lắm á. Em có võ gì không? Em chạy giỏi thôi chị. Hả? Em chạy giỏi thôi. Chạy giỏi hả? Lâm trận là mình chạy. Đúng rồi chị. Bên kia có thù với âm nhạc. Bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn. Em nói trước là hát hay dở không chị? Ở bên kia người ta có thù với âm nhạc. Mình cỡ nào cũng hay hết trơn á. Dạ. Bèo giạc mây trôi chốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi bèo giạc. Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, đó là có một mối tình chính thức ạ. Một mối tình chính thức, dạ. Bao lâu? Dạ, 6 năm, và đã chia tay cái đó 4 năm. 6 năm? 6 năm sao chia tay? Do chia tay là do vì em ham công tiếc việc quá. Cứ muốn cho ổn định rồi á, thì mới để cưới người ta. Nhưng mà mình rồi mình bỏ bê họ. Đúng rồi, ai mà chờ đợi mình nổi. Gái người ta có một thời xuân sắc à, quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc, người ta phải đi thôi. Rồi, bạn gái tình trường mình sao? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Một mối tình từ thời mới ra trường ạ. Sau này em có quen một người nữa, nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài đó chị. Thì sau đó thì chắc là xa mặt, chắc lòng quá chị. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Quan tâm hàng đầu của em về tính cách ạ. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào. Xin chào bạn nam bên đó ạ. Chào bạn nữ ạ. Hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ. Anh có nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi. Chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên. Thì nếu mà thực sự chúng ta có cái nợ á, thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra. Rất hay. Còn mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của cháu là vui vẻ, hòa đồng, biết đồng cảm chia sẻ cùng nhau. Và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẻ chia những cái khó khăn với nhau. Mà em có biết võ không em? Dạ, như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh. Tức là muốn người yêu có võ đúng không? Dạ đúng rồi. Tức là chuẩn kỳ quý vị. Thì mình muốn một bạn nữ á, mình phải biết cứng rắn mạnh mẽ. Đôi khi cũng phải biết tự bảo vệ mình. Rồi. Và cái mẫu gái là phải tóc đó là phải tóc dài. Tóc dài. Gì nữa? Dạ, tóc dài, người dài, chân dài. Có. Mũi dài. Bây giờ muốn tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào? Cháu nghe thì thấy cái giọng nói cũng rất là ngọt. Có thể nó có một bạn gái rất là xinh. Xinh, rất là xinh. Tóc thế nào? Tóc dài, tóc dài. Rất dài. Rất dài. Ha ha. Chào em gái. Chào anh ạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Chàng trai bên đây thì hơi... gọi là kỹ tính chút xíu. Em thích những người kỹ tính. Kỹ tính tốt ha. Dạ. Rồi, em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Xề xòa. Xề xòa. Người này kỹ tính không có xề xòa rồi. Em không thích bạn nam hút thuốc.
Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính chừng nào tiến tới hôn nhân? Bạn nam, nếu mà có duyên có nợ coi thì chắc phải qua năm. Qua năm. Dạ. Bạn gái muốn bao lâu? Nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn thôi. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ, cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý? Chồng khôn đưa cho vợ giữ. Chồng khôn đưa vợ giữ. Cao ráo ha, tướng tá cũng hợp nhau. Được. Có thể là được đó. Bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Ông mai bà mối là thấy ổn đó. Em trai đi với ai? Dạ, cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái. Cho gặp chị gái trước đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình. Còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của bất động sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó. Chú em chốt cọc thành công nha Kỳ. Chốt cọc hả? Bạn gái mình đi với ai? Hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Về bé Mừng thì là một người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Về bạn nam bên này á, nhìn thì rất là đứng đắn và chân chạc. Hai người thì chắc nghĩ là nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau. Mở hàng rào. Nào. Có quà tặng em. Đây là chả lụa do em tự làm ạ. Cảm ơn em. Thấy không? Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn. Thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Đầu tiên em thấy cảm nhận như thế nào vậy anh? Mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết. Nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là em thấy anh là người chín chắn. Và em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được. Anh thấy em rất là dễ thương. Với lại mà giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ cái này ngắn để dài được. Rồi chúng ta nói chuyện về tình yêu đó các bạn. Anh nghĩ là hôm nay chúng ta tới đây là cái duyên. Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là cái gì. Cần phải có thời gian để tìm hiểu. Không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau. Ta nói là một giây nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa. Hẹn hò đi các bạn. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp em. Anh cũng ở Gò Vấp. Cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính ạ. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tân công ca. Tác. Không, tân ca em đi công tác anh. Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Không, cái vấn đề là công việc mà. Với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Cho dạ. Nên là hầu như sẽ không có cái ngày nghỉ Chủ nhật. Dạ. Chỉ là buổi tối thì được. Giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cũng nói là tự lập, nên là mình sẽ ở riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. Nếu anh thích làm dâu thì cái này là mẹ anh là hoan nghênh. Dạ. Mẹ anh là thích có con dâu, bây giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Dạ. Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em thấy rất thích. Những gì anh nói là hầu như 80% em ghi vào cái tiêu chuẩn chọn bạn trai. Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này, mình cảm nhận như thế nào, mình hãy nói cho đối phương nghe một câu thôi, không cần phải nói nhiều. Câu này thì nói là có duyên rồi thì chúng ta hãy thử xem chúng ta có nợ hay không. Trời ơi, dân sale gì kỳ cục vậy, nói chuyện vậy chứ. Sao chốt hợp đồng ai mà đặt cọc. Trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông đúng không? Bây giờ em bước tới em kiểm tra chàng trai đó xem như thế nào. Bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị, mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị. Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm là nó là mùi chính xác luôn đó em. Bạn trai đứng lên tiến tới cho bạn gái kiểm tra. Đứng lên đi em, kiểm tra đàng hoàng. Mấy chỗ này nguy hiểm lắm. Đi một vòng rồi coi em thoải mái, em cái gì thoải mái đi. Em trai nãy giờ có rung không? Dạ rung nãy giờ đấy. Rung dữ không? Dạ có. Khi mà gặp người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta? Thì mình thích thì mình mới rung. Có thích thì mới rung. Một là rung tim, hai là rung tay, ba là rung chân. Nãy giờ thấy rung tay rung chân thôi. Rung cả người chú ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị quyết định của mình nha. Sau thời gian trò chuyện, nhìn nhau, nói chuyện và cảm nhận về nhau, các bạn có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian.
Bạn gái có một thoáng suy nghĩ. Chắc là em bấm hơi chậm rồi. Bấm hơi chậm. Tự tin lên. Đó là truyền thống của bạn Nguyễn Hò đó. Dạ, chào chị ạ. Ờ, anh đang ngồi ở trong xe hay sao vậy ạ? Đúng rồi ạ, lúc nãy gọi như là đang đi công tác cho nên là không bận. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cast luôn ha. Thì mời anh là giới thiệu họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha. Anh cứ chủ động chia sẻ giúp tụi em nha. Vâng, em chia sẻ ngắn gọn thôi. Mình là Trịnh Bảo Kim, 50 tuổi. Công việc chính là lái xe. Nghề nghiệp bộ đội. Thì hiện tại đang công tác tại Thái Nguyên. Là đang... Hồi nãy anh nói là nghề nghiệp bộ đội, xong rồi lái xe là sao anh? Tức là công việc hàng ngày là lái xe. À. Còn nghề nghiệp là bộ đội. Là mình từng đi bộ đội hay là hiện tại mình đang trong quân ngũ? À. Rồi, hiện tại là anh ở Thái Nguyên, vậy thì nếu mà có người phù hợp mà mình ghi hình ở Sài Gòn thì anh có sắp xếp xuống Sài Gòn được không? Dạ, cũng được ạ. Ừ. Là anh bộ đội là anh ở trong cái doanh trại nào hay như thế nào anh? Hiện đang công tác tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tổng cục Quốc phòng, dạ rồi, ok. Anh nói một xíu về bản thân mình đi anh, tính cách của mình như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Nói chung là về tính cách thì cũng hòa đồng thôi. Cuộc sống gia đình thì trước cũng có, nhưng mà ly hôn cũng được 6 năm rồi. À, là ly hôn, là nãy nói ly hôn được bao lâu rồi ạ? Được 6 năm. Là mình có con chưa anh? Có hai đứa, hai cháu rồi. Dạ rồi, bây giờ anh cứ chia sẻ giúp em về cái cuộc hôn nhân đó ha. Mình kết hôn năm nào, ở với nhau bao lâu, sao mà lại ly hôn nha? Rồi, mình kết hôn cũng được 20 năm. Sau 25 thì nó cũng có nhiều những cái khúc mắc trong cuộc sống. Cho nên là vợ chồng thì bắt buộc là phải chia tay. Thì con thì ở hết với mẹ, còn bản thân bây giờ mình đang ở nhà công vụ của đơn vị. Rồi, anh cho em biết cái lý do khúc mắc cụ thể là gì, để ví dụ nếu tụi em có tìm thêm cái người mới sau này thì mình sẽ hạn chế những cái phần khúc mắc đó. Tức là trong quá trình, tức là người vợ thì nó không trung thực. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng có những con mối quan hệ với tịch cũ. Thế cho nên là bản thân tôi là cũng không thể chấp nhận được cái việc đó. Nên là cũng phải chia tay. Tôi chỉ cần thực ra thì bản thân tôi thì cái điểm yếu thì nó lại như vậy. Bởi vì có những cái mình không thể chấp nhận được. Chống thì cũng yêu quý trẻ con, cũng yêu quý gia đình của bản thân, yêu quý vợ con, đấy là về bản thân. Cái điểm yếu là không chịu được những cái áp lực mà người vợ đem lại, nó không đúng. Chỉ cần một người phụ nữ trung thủy thôi, thẳng thắn, trung thủy, thế là được, không đòi hỏi gì nhiều đâu. Vậy thì là trong 6 năm qua thì anh có tìm hiểu ai khác không? Ra thì cũng có, nhưng mà thấy có nhiều cái cũng không phù hợp. Bởi vì là phụ nữ bây giờ người ta đặt vấn đề lên, nhiều vấn đề lên hàng đầu lắm. Thế cho nên là mình thấy là bản thân mình cũng không xứng đáng hoặc không đáp ứng được. Thì thôi, mình cũng không tiến tới những cái việc hôn nhân nữa. Dạ rồi, ok. Bây giờ anh nói luôn cái hình mẫu anh mong muốn đi, ngoài cái người phụ nữ thẳng thắn trung thủy thì những cái tiêu chí về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền như thế nào anh? Tuổi tác, vùng miền thì cái đó thì có thể hơn mình hoặc kém mình, nó ở cái mức độ vừa phải thôi, chứ cũng không kém nhiều quá. Là hơn tối đa bao nhiêu và kém tối đa bao nhiêu, anh nói rõ giùm em nha. Hơn tối đa thì cũng chỉ đến 2 tuổi thôi, chứ hơn nhiều quá không được. Rồi. Cái thứ hai là kém thì nó cũng kém được khoảng dưới khoảng 16 tuổi là được. Kém 16 tuổi. Rồi. Kém nhiều quá thì sợ nó không cùng cái suy nghĩ thì nó cũng rất khó. Rồi kém 16 tuổi tiếp đi anh ơi, rồi còn gì nữa không? Về cô này đang làm công việc gì, ở đâu, như thế nào? Đó, những cái tiêu chí anh cứ đưa ra hết. Nói chung là cứ biết kiếm tiền là được rồi.
ngày kiếm đủ cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày thôi, chứ cũng không đòi hỏi gì phải công việc kia đâu. Có thể là bán rau bán cỏ ngoài chợ cũng được, không sao cả. Rồi tiếp đi anh ơi, cô này là quê quán vùng miền ở đâu? Quê quán vùng miền thì ở đâu cũng được. Rồi anh có thể yêu xa được đúng không? Yêu xa được, mà có thể là sau khi rời quân ngũ thì có thể là theo vợ về quê vợ cũng không sao cả. Bởi vì là bản thân ở Thái Nguyên thì đang ở nhà công vụ, cũng không có cái gì là cố định cả. Ừ, bao lâu thì anh mới rời quân ngũ? Còn bao lâu nữa? Nếu mà theo điều kiện chuẩn trong cái quy định ở trong quân đội ấy, thì mình còn 4 năm nữa. Còn nếu như mà bản thân thì có thể là 2 năm nữa là nghỉ thôi, 1 đến 2 năm nữa. Dạ rồi, ví dụ cô này cũng cùng hoàn cảnh đã lập gia đình này kia vẫn được đúng không? Dạ, cũng không sao cả. Dạ rồi, ok, anh còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không anh Kim? Dạ, cũng không yêu cầu gì nhiều lắm đâu. Dạ rồi, ok, sau cái buổi cắt này nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ báo cho mình biết ha. Và nếu mà có người phù hợp thì sẽ có một biên tập trao đổi kỹ hơn nội dung với anh nữa nha anh Kim. Vâng, dạ. Vâng. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Mình xong rồi đó. Mình phát cuộc gọi giúp em nha. Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, chào chị. Dạ, chào anh ạ.